Trước sức mạnh từ chiếc Gashat mới, game dễ dàng tạo ra những Legendary khác. Nhận được sự giúp đỡ của Ray và Snipe, cả ba có được những chiếc Gashat từ Dr. Pac-Man. Với những trò chơi kinh điển thời sơ khai của những trò chơi điện tử, SA được kế thừa trò chơi tinh túy nhất của action game, đó là Pac-Man. Trò chơi bạn sẽ đi ăn những vật thể khác để lớn mạnh hơn và thoát khỏi sự truy đuổi kẻ thù. Đúng với tên gọi của nó, SA mặc dù được tái chế từ form Gaitoki Robot, nhưng anh ấy không hoàn toàn sử dụng được khả năng đánh đấm cũng như sức phòng thủ, mà đơn giản chỉ là cắm đầu chạy giống như Pac-Man. Trốn chạy cũng không phải là cách duy nhất của SA chiến đấu. Tìm ra được ánh sáng của đời mình, SA đã thu nhặt nó và chuyển mình từ con mồi trở thành kẻ săn mồi, tấn công lại bằng sức mạnh của Pac-Man. Tạo hình của form này tương tự như Gaitoki Robot được sơn màu lại phù hợp với Pac-Man, là đặc trưng là vàng. Tay khổng lồ của form robot đã chuyển hóa thành cặp nắm đấm với tông màu tương tự như Pac-Man, chuyển qua trạng thái săn mồi, khả năng sử dụng hai nắm đấm này như một võ sĩ thật sự. Và đòn kết liễu của anh mang tên Puck Critical Strike, SA sẽ nhảy lên bầu trời, dùng chân và tay của mình tạo thành gương mặt của Pac-Man, tấn công hắn bằng cú cắn nguyên thoại của Pac-Man.